Kính thưa cộng đoàn, ở trên TV của chúng ta có một cái game show, trò chơi nó gọi là Chúng Tôi Là Chiến Sĩ. Trong cuộc chơi đó thì là có mấy anh bộ đội, rồi đồng thời mấy anh bộ đội đó là mấy cô người yêu của anh ấy. Rồi ban tổ chức mới dùng một cái lồng dùng cái vải mờ đó chụp những cô người yêu lại. Rồi sau đấy 4-5 anh bộ đội đấy coi như bị mù, chỉ dùng tất cả những gì là từ con tim của mình và những cơ quan cảm giác khác mà không được đụng chạm vào để nhận thấy cái lồng nào là của người yêu mình. Có anh thì hóng hơi, có anh thì dùng mũi là chính để ngửi thấy, chẳng biết mùi thơm hay là mùi chua của cô người yêu, và nhận đâu là cái người là mình mà mình tìm đến. Trò chơi đấy khiến cho các anh trở nên mù và dùng chính cái trái tim của mình với tình yêu của mình là chính để nhận ra đâu là người yêu của mình. Và câu chuyện ngày hôm nay, câu chuyện tin mừng ngày hôm nay, chúng ta cũng thấy Thiên Chúa và một anh mù, mù từ thuở mới sinh. Đối với người Việt Nam của chúng ta đó, mù và sáng mắt là cặp từ sống đôi với nhau. Trong từ điển người ta nói mù, mù có nghĩa là những tế bào thần kinh thị giác bị liệt, không còn hoạt động nữa và người ta không bắt được ánh sáng để có thể nhìn thấy những sự vật xung quanh. Bên cạnh nhiều định nghĩa khác, định nghĩa chính là như vậy. Và người Việt Nam chúng ta thường nói đó, thấy vậy mà không phải vậy. Tức là thấy những sự kiện như vậy đấy, nhưng mà bên trong nó khác đi nhiều lắm. Cái điều thấy vậy mà không phải vậy, nó đang được diễn tả, nó đang được minh chứng ở ngay bài đọc thứ nhất, bài đọc của sách Samuel. Khi mà ông Samuel, một người từ bé, từ thủa hạt tiêu, từ lẫm chẫm, đã được Thiên Chúa chọn trong đền thánh, tưởng rằng ở với Thiên Chúa thì sẽ là sáng mắt lắm. Đến khi Thiên Chúa sai đến nhà để chọn cho tôi một ông vua đấy, đưa ra 7 thằng con trai to đùng béo khỏe, thế mà Thiên Chúa vẫn không chịu. Đang khi đấy Môi-se thì cứ tưởng là một trong 7 cái anh này, Thiên Chúa lại nói không phải, lấy cái thằng bé bé nó đang chăn dê ngoài đồng kia kìa. Thấy vậy mà không phải vậy. Và cái chuyện thấy đối với dân Việt của chúng ta nó còn mang nhiều ý nghĩa khác nữa. Ngoài cái chuyện thấy bằng con mắt, thấy bằng thị giác, mình còn thấy bằng tâm hồn của mình nữa. Khi thấy buồn, anh cứ đến chơi, chim vẫn hát sau vườn đấy thôi. Chúng ta thấy buồn, chúng ta thấy nhớ nhà, nhớ người yêu, mình thấy trống vắng. Cái chữ thấy nó diễn tả trên nhiều lĩnh vực, nhiều mặt của cuộc đời của chúng ta. Câu chuyện anh mù với Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng là câu chuyện thấy mà không thấy, hoặc là thấy vậy mà không phải vậy. Chúa Giêsu trên con đường đi và chính Ngài đã thấy anh mù. Đang khi đấy một đám đông xào xáo nháo nhào thì lại không nhìn thấy anh mù. Để rồi khi Chúa Giêsu mang lại ánh sáng cho anh mù thì nhiều người mắt thấy thì lại trở nên không thấy. Chúa Giêsu với phép lạ, với dấu lạ của mình đã trả lại cho anh ta sự sáng. Để rồi anh mù này đã sáng rồi, khiến nhiều người khác thì lại không tin hoặc là cố tình không tin. Chẳng phải nó là thằng mù vẫn ngồi góc nhà thờ đó sao? Chẳng phải nó là cái người sinh được từ hai cái ông bà kia, người ta đã truy tận gốc. Và khổ hơn nữa, chính cha mẹ của anh ta cũng không dám tin là con của mình đã được sáng mắt. Bài đọc hôm nay tôi chọn bài đọc ngắn vì sợ cộng đoàn với những người lớn tê chân mỏi gối. Ở bài đọc dài mình sẽ thấy cha mẹ của anh ta khi thấy dấu lạ Chúa Giêsu đã làm cho chính anh ta được sáng mắt, thì chính hai ông bà cũng sợ khi nhận con mình sáng mắt thì mình bị tẩy chay. Câu chuyện này cũng đang trả lại cho những ông bố, những bà mẹ của mình. Chúng ta cũng có khi xin lỗi bị mù. Mình có dám nhìn ra bên cạnh không? Nhất là thời điểm ngày hôm nay, cái thời mà khoa học kỹ thuật nó vươn xa lắm rồi.
Mù ở đây không còn là mù bằng con mắt nữa, có khi là mù chữ, có khi là mù tin học, có khi là mù thông tin. Mình có nhìn ra bên cạnh của mình biết bao nhiêu biến cố lớn, sóng thần Katrina ở bên Mỹ vài năm trước, sóng thần động đất ở bên Nhật mới vài ngày hôm nay. Và mình nhìn thấy người ta và mình đọc được, mình thấy được bên cạnh đấy nhiều dấu chỉ khác. Một đất nước sụp đổ bất chấp cái chết nó chạy ngay sau lưng, người ta vẫn xếp hàng trong trật tự để di tản. Còn đất nước của mình cũng thấy vậy đó, mới lụt lội ngoài Bắc mới có xíu xiu thôi, tranh giành nhau mà chạy, đạp lên nhau mà trốn. Hôm qua, hôm kia gì đấy, sập một căn nhà 4 tầng ở Hà Nội và nhào vô để mà hôi của, để mà ăn cướp, ăn cắp. Đang khi đấy, một cậu bé bé xíu xiu, có thể nói bé hột tiêu, 9 tuổi, vẫn xếp hàng chia phần của mình với người khác. Mình có thấy được những chuyện đấy không? Mình có thấy được đất nước của mình? Khi mà lên giá, nhà nước lên giá xăng, nhà nước tăng giá điện, thì biết bao nhiêu người bạc đầu trắng mắt phải lo lắng không? Khi mà tăng giá xăng mà lên giá điện như vậy, mọi thứ đều tăng theo hết. Mỗi tiền lễ là không tăng rồi. Khổ thế không biết nữa. Và làm cho nhiều người phải vất vả. Và chúng ta cũng biết rằng nhiều sự thấy vậy mà không phải vậy. Đáng lý ra những người cầm cân nảy mực, những anh cảnh sát